Phật tử học viên thân mến, với tư cách trụ trì chùa Giác Ngộ, thầy thay mặt các thầy trong ban giáo thọ chúc mừng và tán dương sự có mặt của 60 Phật tử đại diện trong ngày khai giảng khóa 14 chương trình Phật học cơ bản và khóa 7 chương trình Phật học nâng cao do tăng đoàn chùa Giác Ngộ tổ chức. Hãy dâng cao tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng chung. Đại dịch Covid-19, kẻ thù của nhân loại chưa có tiền lệ, cướp đi hơn 5,5 triệu công dân toàn cầu ở 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 30.000 người Việt Nam. Trước tháng 4 năm 2021, Việt Nam vinh dự và điểm mẫu đứng ở vị trí 179 trên bản đồ thế giới về phòng chống thành công COVID-19. Đến tháng 6 năm 21, chúng ta bắt đầu bị vỡ trận. Và hôm nay đó thì Việt Nam đã đứng ở vị trí 31 với số lượng người nhiễm hơn 1,5 triệu, và mỗi ngày trung bình có 14,5 đến 15,5 ca nhiễm mới, trung bình khoảng 250 đến 209 người chẳng may qua đời. Như vậy, so với các nước có cùng hoàn cảnh tương tự thì Việt Nam đang bị thất bại toàn tập. Và mặc dù chúng ta làm quen với khái niệm trở về trạng thái bình thường mới, nhưng mà tình trạng nhiễm và chết không bình thường. Nhật Bản 125 triệu dân, nhiễm mới mỗi ngày đó khoảng 50 ca, chết khoảng 1 hoặc 2 người. Indonesia khoảng 275 đến 77 triệu, chết mỗi ngày trung bình 4 người, nhiễm mới khoảng 300 người trở xuống. Bangladesh khoảng 220 triệu dân, chết mỗi ngày 4 người, nhiễm mới khoảng 400 ca. Như vậy thì chúng ta đã không thành công trong giai đoạn từ tháng 8 đến nay, mặc dù tại thành phố Hồ Chí Minh mình đã có 4 tháng phong tỏa. Như vậy, phương pháp phòng chống chúng ta chắc chắn là có những lỗ hổng. Từ cái tác động tiêu cực của COVID-19, các chương trình tu học trên toàn quốc nói chung và tại chùa Giác Ngộ nói riêng đó gặp rất nhiều các trở ngại. Bây giờ thì cũng không ai dự đoán được Việt Nam lúc nào sẽ thành công trong việc trở về trạng thái gần với Zero Covid. Tức là mỗi ngày chừng 5 người trở xuống qua đời, số lượng nhiễm mới khoảng 100 ca là thành công. Chúng ta không cần đến cái tỷ lệ tiêu chuẩn như là Nhật Bản đang đạt được. Cái kỳ vọng đó nó đang xa rời khỏi cái thực tại của đất nước Việt Nam. Có thể do vaccine bị hết hạn, hoặc là cái chất lượng vaccine, những cái chủng loại mà chúng ta đang sử dụng đó là có vấn đề. Thì chờ đợi đến một cái giai đoạn mà mình thành công trong việc phòng chống Covid, có thể đến tháng 3, tháng 4, tháng 5, năm 2022,
thì thầy quyết định mời tăng đoàn tiếp tục khởi động trở lại các chương trình tu học. Chúng ta chia làm hai nhóm đối tượng học viên tại chùa, đúng theo chỉ thị 18 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có 60 người và truyền trực tiếp để các Phật tử ngoài cái số lượng đó, đó có thể theo dõi. Vì việc học về bản chất đó, là nạp vào trong đời sống tinh thần chúng ta đó một loại chất bổ, đó chính là chất lượng hạnh phúc. Và chất lượng hạnh phúc đối với đời sống của cõi tâm thậm chí được quan trọng hơn rất nhiều lần so với cơm áo gạo tiền giải quyết cho tấm thân này. Thì trong cái buổi khai giảng ngày hôm nay đó, thầy nhấn mạnh đến hai vấn đề. Thứ nhất là vai trò tri thức của Đức Phật và tăng đoàn. Thứ hai đó là vai trò tri thức của Phật tử tại gia. Khi Đức Phật từ tư cách của một sa môn Gotama Siddhartha trở thành bậc đại giác ngộ viên mãn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, mà về sau chúng ta gọi với lòng tôn kính là Đức Phật, nghĩa đen á, bậc tỉnh thức, bậc tuệ giác, bậc chứng ngộ, bậc giải thoát. Và cây đã giúp cho Đức Phật yên cái cõi tâm trong suốt 49 ngày đêm thực tập con đường trung đạo, hoàn thiện trí tuệ, đạo đức và thiền định. Từ đó có tên gọi là cây Bồ Đề, tức là cây trí tuệ, cây giác ngộ. Và đạo Phật cũng bắt nguồn từ cái Bồ Đề đó trở thành là Buddhism trong Anh ngữ hóa, tức là con đường tỉnh thức, đạo tỉnh thức. Nó khác với con đường tín ngưỡng của các tôn giáo. Lời tuyên bố và cũng được xem là lời hiệu triệu của Đức Phật đối với 60 A-la-hán đầu tiên tại vườn Nai, trung tâm văn hóa tâm linh của Ấn Độ giáo lúc bấy giờ. Này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, không đi trùng hướng nhau. Hãy đi chia sẻ chân lý toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa, toàn thiện ở đoạn cuối, vì mục đích mang lại phúc lợi và an đạt cho số đông, cho nhân loại và cho con người ngoài hành tinh. Thì đoạn hiệu triệu đó đó đã được 60 vị A-la-hán này làm rất là nghiêm túc. Và bản thân của Đức Phật đó, đi về Magad, tiểu bang quan trọng nhất về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và tôn giáo của Ấn Độ cổ đại, để chia sẻ chân lý cao quý của Ngài và mở rộng các hoạt động tỉnh thức để giúp cho con người đó giải phóng sự đô lệ mình khỏi Thượng Đế và các thần linh. Thì 60 vị A-la-hán đó đã làm công việc này rất tốt. Chúng ta thấy là đi vì mục đích chia sẻ chân lý. Và Đức Phật nói rất rõ, toàn thiện giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, giai đoạn cuối, nó khác với đầu voi đuôi chuột. Tức là có cam kết, có trách nhiệm để dẫn dắt mọi người thoát khỏi các hình thái mê tín mà vốn đó chỉ cần bị cấy vào trong não một cái nỗi sợ hãi bằng sự hù dọa về những thứ mà chúng ta không nắm vững, tính nguyên lý, tính bản chất, thì chúng ta sẽ trở thành nạn nhân bị dẫn dắt, nhưng lại bày tỏ lòng biết ơn đối với những kẻ chủ mưu để tạo ra cái kịch bản sợ hãi này. Và động cơ chia sẻ chân lý toàn thiện đó đó được Đức Phật nêu ra gồm có hai: phúc lợi, tức là những giá trị vật chất, và an lạc thuộc giá trị tinh thần cho số đông. Đức Phật rất là thực tiễn, không thể cho tất cả mọi người
Vì chân lý Phật đó sẽ không có giá trị đối với những người không có nhu cầu, đối với những người đó bảo thủ những gì mà họ cho là chân lý trước đó, và đối với những người không sẵn sàng để đón nhận những giá trị chân lý mới được Đức Phật khám phá và truyền bá. Cũng bằng cách thức có trách nhiệm cao quý này, mỗi ngày đi một hướng mới không trùng hướng nhau, chân lý của Đức Phật đó lan rộng giống như là các cái cội cây cổ thụ lớn ấy, rễ nó tỏa ra khắp bốn hướng, và do đó an lạc hạnh phúc cho số đông đã được thực hiện. Kết quả là 8 trên tổng số 16 vị vua tại Đức Phật đó tình nguyện từ bỏ tôn giáo gốc và nhận Đức Phật làm thầy. Hàng ngàn quan văn, quan võ đã tiếp nhận chân lý mới của Đức Phật, và có thể cả triệu những người theo đạo nhất thần và đa thần đã từ bỏ những niềm tin đó và đi thực tập con đường chân lý của Đức Phật. Thì cái nhiệm vụ của tăng đoàn dưới sự dẫn dắt Đức Phật đó chính yếu là thực hiện nhiệm vụ tri thức để giới thiệu một đạo Phật trí tuệ được sánh ví giống như là viên kim cương có khả năng chặt đứt tất cả các loại kim loại, và kim loại để tượng trưng cho các nỗi khổ niềm đau, kim cương nó tượng trưng cho trí tuệ. Và do đó con đường tỉnh thức này đó đã nhanh chóng trở thành điểm tựa tinh thần của cộng đồng Ấn Độ. Rồi mấy trăm năm sau, khoảng 300 năm sau, thế kỷ thứ 3 trước đây lịch đó, nó trở thành là viếng sáng Á Châu. Ngày nay đó thì đạo Phật trở thành là vầng thái dương trên toàn cầu, có mặt ở tại 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thì tất cả đều bắt đầu bằng tính trách nhiệm tri thức truyền bá chân lý Phật, tại vì chỉ dừng lại ở các hoạt động tín ngưỡng như các tôn giáo khác. Về vai trò tri thức của Phật tử tại gia gồm có ba. Thứ nhất á, có trách nhiệm học Phật căn bản và khoa học bát chánh đạo căn bản, giúp cho các Phật tử trong vòng đôi ba tháng nắm vững được bản đồ học Phật đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy trên nền tảng chủ nghĩa kinh nghiệm thực chứng mà Ngài đã trải qua. Nó khác với các hình thái triết học phương Đông, phương Tây, cổ và tiên, chủ yếu để dừng lại phương diện tri thức thôi. Thì trong khóa học này đó, tất cả các anh chị sẽ lần lượt học cuộc đời Đức Phật dưới góc độ lịch sử khác với góc độ tôn giáo, rồi thế giới quan của đạo Phật không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên từ Thượng Đế, từ vật chất hay từ tâm. Nhân sinh quan Phật giáo lấy con người làm trung tâm để giải quyết các vấn nạn trên nền tảng trách nhiệm với các hành động, bao gồm hợp pháp, không hợp pháp, đạo đức, phi đạo đức ở kiếp này và kiếp tương lai. Thì về phương diện xã hội học đó, thì chúng ta sẽ học những lời dạy Đức Phật về bình đẳng giai cấp, đề cao vai trò và những giá trị đóng góp của con người, chứ không lệ thuộc vào bối cảnh gia đình, huyết thống. Và đồng thời đó, chúng ta cũng được học về bình đẳng giới, khác với các tôn giáo vốn là trọng nam khinh nữ. Về vấn đề chính trị học đó, thì quý vị sẽ học gián tiếp về ý tưởng vị vua được gọi là vua thánh cai trị đất nước dưới ba trụ cột, đó là tuân thủ luật pháp, hỗ trợ luật pháp bằng đạo đức, và làm lớn mạnh luật pháp bằng chân lý. Theo đó đó, giúp cho mọi người đó đạt được các cái quyền căn bản của con người, gia đình, dân chủ và tự do đúng nghĩa. Về phương diện đạo đức thì chúng ta sẽ được học
về những lời dạy đạo đức Đức Phật dành cho người tại gia để hoàn thiện nhân cách và sống có giá trị. Về phương diện tu tập, chúng ta sẽ được khái quát về con đường tỉnh thức với ba trụ cột: trí tuệ, đạo đức và thiền định, gồm có 8 yếu tố. Đó là tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính, chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Thì nói chung á, các nền tảng triết học căn bản của Đức Phật đó, quý vị sẽ được học. Thì quyển Phật học căn bản này đó cũng là giáo tài dành cho tăng ni ở 35 trường Trung Quốc Phật học trên toàn quốc do chùa Giác Ngộ ấn tống. Quý vị sẽ học và các thành viên giáo phò của tăng đoàn chùa Giác Ngộ đó sẽ dựa vào giáo án này để việc học đó, nó được nhanh hơn. Quý vị có thể đọc trước tại nhà, khi đến lớp ngoài việc nghe giảng những gì thắc mắc đó, thì chúng ta có thể hỏi thêm để mở rộng sự hiểu biết. Rồi bằng cách đó đó, chúng ta hoàn tất được vai trò học Phật. Giống như mình học nghề, muốn thành công trong một lĩnh vực nghề nghiệp theo tự do ý chí lựa chọn và quyết định, chúng ta phải nghiêm túc trong việc học. Thì đối với con đường tỉnh thức có giá trị mang lại chất lượng hạnh phúc đó, thì chúng ta cũng phải học. Và thực ra học để mở thêm những hiểu biết thì rất là cần thiết. Thứ hai đó là trách nhiệm tiêu hóa lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Khác với các tôn giáo và triết học Đông Tây, lời Phật dạy có giá trị thực tiễn hơn nếu chúng ta đưa vào cuộc sống. Và các anh chị cứ tập làm quen học bất cứ một chủ đề Phật học nào đều gắn kết với góc độ thực hành đó. Đức Phật nói rất rõ đó, chân lý của Ngài đó có 6 đặc điểm. Những đặc điểm quan trọng đó, bao gồm đó, thiết thực hiện đại, tức là giống như việc uống thuốc trúng bệnh, uống vô là giảm bệnh liền. Còn uống thuốc một thời gian mà không thấy bớt, bệnh càng gia tăng là biết rằng là chúng ta uống thuốc sai. Thế ta giống như vaccine, nếu vaccine nó không có hết hạn, vaccine có chất lượng tốt, hiệu lực có giá trị, thì chắc chắn tiêm chích vào chúng ta sẽ miễn nhiễm với COVID. Còn nếu không miễn nhiễm thì vaccine đó có vấn đề. Đó là tính thiết thực đó. Chúng ta lấy cái thành quả thực tế đó làm thước đo cho các hệ giá trị. Đặc điểm thứ hai của chân lý Phật đó, đó là siêu việt thời gian, tức là không bị lỗi thời. Khi nền khoa học kỹ thuật ngày càng được phát triển, các tôn giáo khác đó, thì khoa học phát triển chừng nào đó thì họ cảm thấy bị đe dọa bởi rất nhiều những niềm tin và tính lý trong các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, ngược lại với khoa học. Đạo Phật đó, thì cái trình độ càng cao, tiếp thu đạo Phật càng nhanh và ứng dụng đạo Phật đó càng dễ dàng. Kết quả của từ sự ứng dụng đó rất là thiết thực. Giá trị thứ ba của chân lý Phật đó, đó là kết thúc khổ đau, mở ra an lạc hạnh phúc. Giá trị thứ tư đó, được người trí đáng dương. Thì đây là những giá trị căn bản, và trên nền tảng đó Đức Phật mới kêu gọi chúng ta đó đến với đạo Phật đó với tư cách là một nhân chứng đến để mà thấy. Nó khác với các tôn giáo là đến để mà tin. Thì thấy thông qua việc thực hành thì chúng ta sẽ thấy là trước đây chưa học Phật đó, có những vấn nạn mà mình đó, lây hoay tìm kiếm các giải pháp mà không ra được. Giống như mình để quên cái sâu chìa khóa, nhiều khi là ở cái đầu giường mà đi kiếm lung tung trong nhà, càng kiếm càng rối càng quên. Bây giờ định tĩnh tâm lại đó, chúng ta tìm ra được cái giải pháp từ những lời dạy của Đức Phật. Thì học với tinh thần đó đó, thì các anh chị sẽ thấy rất rõ mình sẽ trở thành nhân chứng của chân lý Phật, của giá trị hạnh phúc Phật mà Ngài đã dày công truyền bá và tặng biết chúng ta là không giữ tác quyền.
Vai trò thứ ba đó là chia sẻ chân lý Phật cho những người thân và những người hữu duyên. Cư sĩ cấp cô độc đó, độ những người con và độ con dâu của ông đó, bằng cách giả vào bệnh, nhờ các con của ông đó, đến chùa Kỳ Viên. Ai lặp lại được 50% nội dung thuyết giảng trung bình 1 tiếng của Đức Phật đó sẽ được thưởng một cái khoản tiền. Ai lập được 80% là thưởng cái khoản lớn hơn. Lúc đầu vì tham mà các con của ông đến học và cố gắng nhớ. Lúc đó thì chưa có chữ viết, sách vở để ghi chép, tất cả chỉ là nhớ thuộc lòng đó. Thì càng chú tâm nhiều đó thì thấm. Cho nên dần già rồi đó, các con của ông nhận ra không cần thiết phải nhận tiền của cha mình nữa, giống như đi học thuê thôi. Thấy rất rõ cái giá trị đó đã thấm đập vào trong cuộc sống của mình, mang lại nhiều chất lượng hạnh phúc. Thì đây là một cái ví dụ cho thấy chân lý của Đức Phật không phải là sở hữu riêng tư của ai. Và khi mình may mắn được học Phật với sự dẫn dắt của tăng đoàn, đã có thực tập lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn, những giá trị đó nó tác động tích cực đến đời sống của chúng ta, nó làm cho mình có cái sự nghiệp sáng lạng hơn, chất lượng hạnh phúc cao hơn, sâu hơn, bền vững hơn, thậm chí mình giàu sang hơn nữa, có danh dự hơn và có nhiều giá trị khác nữa. Thì không có lý do gì chúng ta không mạnh dạn chia sẻ các giá trị này. Đừng nên nghĩ rằng việc chia sẻ chân lý Phật là nhiệm vụ của tăng ni. Thực ra tăng ni đó, trong bối cảnh sau hiện đại, có phạm vi đối tượng người tiếp xúc ít hơn người tại gia. Còn tăng ni theo văn hóa hành khất của Đức Phật ngày xưa đó, thì mỗi ngày đi một hướng, lấy cái cớ khất thực, rồi tạ ơn người cho mình thức ăn bằng những bài chân lý và đạo đức. Cho nên chân lý theo cách đó được chia sẻ rất nhanh, phổ biến rất rộng, và giúp cho cuộc đời đó vượt qua khổ đau cũng rất là hiệu quả. Và bây giờ thì phần lớn đó tăng ni ở tại chùa. Các Phật tử tế thì phải có cơ hội tiếp xúc, cho nên đó, việc truyền bá theo đó cũng giới hạn. Những người Phật tử tại gia thì có nhiều vai trò, ngành nghề lĩnh vực khác nhau, nhất là ở vai trò làm tổng giám đốc, CEO, CFO, hay là giám đốc, hoặc là quản đốc, trưởng nhóm, trưởng phòng. Thì chúng ta nên tận dụng các điều kiện thuận lợi này, chia sẻ chân lý Phật cho những người cộng sự với chúng ta. Có thể lúc đầu á, thì những người đó đó không hiểu được, nó nói ông sếp của mình, bà sếp của mình lợi dụng cái công việc này để buộc mình phải học Phật. Nhưng mà khi học rồi đó thì họ sẽ thấy giá trị rất là cao quý, cho nên họ sẽ thầm biết ơn chúng ta cả một kiếp người này, dẫn dắt họ vào cái quỹ đạo của giá trị và hạnh phúc. Cho nên đó, theo thầy đó, các anh chị sau khi hoàn tất lớp Phật học với cái chương trình Phật Pháp căn bản, Phật Pháp nâng cao, mình đừng có đòi hỏi là phải học hết Phật Pháp thì mới truyền bá. Chúng ta cứ bắt chước người học lớp 10 có thể dạy kèm học sinh lớp 9, người học lớp 2, lớp 3 có thể dạy kèm học sinh lớp 1. Mình được học, bây giờ thì có truyền phổ biến internet, mình có thể nghe lại, có sách vở, có tài liệu tham khảo, thì việc chia sẻ lại những gì mà chúng ta đã học đâu có khó khăn đâu, đúng không ạ? Đó là cái thuận lợi của thời hiện đại. Cho nên á, hãy tình nguyện làm các con chim đầu đàn đúng nghĩa. Còn ông đầu đàn á, nó bay đi đâu đàn đàn ông bay theo đó, con chim đầu đàn cũng vậy. Thì mình phải có trách nhiệm dẫn dắt người thân, nhất là khi mình có những cái ảnh hưởng về tài chính, ảnh hưởng về vai trò, thì cái tiếng nói của chúng ta nó sẽ trọng lượng. Và nhất là mình thấy rất rõ, dẫn người thân, bạn bè và cộng sự đi theo con đường chân lý đó là một cái phước báo. Theo nghĩa hưởng thụ Phật Pháp là một cái loại hưởng thụ chất lượng hạnh phúc cao. Thì không có lý do gì mà chúng ta hưởng cho riêng mình, phải chia sẻ nó. Thì ba vấn đề học Phật, thực tập Phật Pháp và chia sẻ Phật Pháp cho những người hữu duyên đó được xem là ba vai trò tri thức của Phật tử tại gia. Và trong
lễ khai giảng khóa Phật học cơ bản thứ 14, thì mong các anh chị hãy cùng phát nguyện bằng cách là dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết những ý tưởng này. Và với những điều nêu trên, thầy tán dương 60 học viên đã may mắn có mặt ở trong ngày hôm nay tại tầng lầu 3 của chùa Giác Ngộ. Còn các anh chị còn lại theo dõi trực tiếp qua kênh Facebook Thích Nhật Từ, Facebook chùa Giác Ngộ đó, thì cũng cố gắng trên những điều vừa nêu, nỗ lực làm những việc tốt nhất có thể, thì thành quả nó tự sẽ chào đón chúng ta. Cũng giống như có đi thì có đến, có ăn thì có no, có uống thì đỡ khác, miễn là phương pháp chúng ta là phương pháp đúng và có giá trị. Học Phật đó, mở ra cái phương pháp tỉnh thức đó. Chúc tất cả các học viên an lành và đạt được kết quả tốt đẹp trong khóa học từ ngày hôm nay trở đi. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.